Rồi thì vô vô men cơm rượu. Cơm rượu. Đây là bỏ men này. Men men xong rồi. Thank you.
ăn xong thì cháu vô bỏ vào thùng. Đây là nấu cơm rượu, nấu xong rồi trời đang bỏ men men xong cho vô thùng. Có cơm xong rồi. Đi quét đường. Hùng ơi,
Hùng ơi, quét đường đang cắt sân. Cắt sân và đi cắt hồ tiêu, cắt ớt, quét ngõ xong rồi giờ đi cắt ớt đây này, cắt ớt cắt ớt để ngâm. Ớt ngô mà ớt giò đỏ cay lắm. Quay mua cho mẹ bèn này. Cái bác khác cái
Không có mổ quay. Quay đi chứ mẹ cho mẹ quay cho đủ đi để mẹ xuống mẹ cốt cho mẹ khô cái mặt. Mẹ lấy tay thế là tay được sao? Đi mẹ cắt một tiêu một ngâm coi. Ai biết được quay vô nữa. Cắt ớt. Đi sang ao thích thưởng hay là ra nhà mình cũng vui đó con. Cần mổ. Cần, cần, cứ cảm rẻ, cần chứ mà. Chỉ cần. Cho những tấn mà mượn. Hỏng cái bát rồi thì mẹ hay là cái rổ cũng được. Màn mẹ cắt cái ớt thì Tuấn ra bớt cái hộp ra đi này. Mà không thì quay nhẹ lên cũng được này. Mẹ giá được công rượu cho Tuấn bà đây này. Bên cứ làm ra đi chứ nó. Bên cái kia. Bên cái nữa hả? Bên hơi cái hộp ra mà. Bên ra. Bên ra. Bây giờ để dưới được cắt rồi giải cái lần ra á. Cắt lên gì cũng cay vậy nhỉ. Ý là không cắt phải như chân đẻ. Chân sạch. Phải chân cay bơ chứ không phải là chân cay. Đi đi ra. Đi cắt tóc đi, đi cắt tóc đi bệnh viện để quay cho mẹ. Không mồm phải đi. Mau lên cha. Còn quay à? Được mấy chục phút rồi. 20 phút. Hả? 20 phút rồi. Cắt tóc cầm cầm cái nam mới nhìn cho mẹ vai rồi chỗ nhờ nhà bác Dân học cường con biết cái gì Dân cường mà bác khỏe nữa nhờ con kiếm nữa dạ. Thì biết cái thằng thì không biết tao hay mua hoa khỏe nghĩ lắc
vay à, cho mẹ vay dụ bác nó bán đủ em thì mẹ mình cho một chai nước rửa bát thế nhỏ. Mẹ có đi vô mà mẹ mua lấy cái 50.000 của con đó cho mẹ vay mua lấy một chai nhỏ thôi. Hiền lấy cái mà rửa chứ đồ bé cho mẹ cho chai nước rửa bát thế nhỏ chứ này cũng có nhỏ thì thôi. Ớt thì ớt tẳng nhưng mà cái lấy bỏ ngon bé nó có cay à. Tẳng đây mình thi rồi nè.
để mà ngâm. Thơm ăn hết, không hết em mua cả. Bao viện cô cha. Mình thấy chưa, mà cày nó xoáy mà hắn vô cái mặt hắn, nó cày nó gấp lên gì, nó rất hiền rất lớn này, mình cảm mình gấp. Để trái chè ăn lấy cua của anh ấy, hắn tặc vậy đó. Ý là cũng không trái nhưng mà hắn khô tặc quá. Là hắn biết cái chảo có cái gì, mẻ ám nhiều cái mát mấy đồ chảo rồi. Ăn không có đồ
Ờ, nếu như mà hắn đang còn mềm mềm thì hắn quậy quậy khu á. Hắn có tí nước, có tí mẻ ăn bám rồi đó. Cái này em nấu ăn đem bám hết cả bộ chảo là kẹo riêng nữa là. Còn cái con cua không ăn, cũng chả ngon nó là anh chả ăn. Thích của mấy cua. Có ra một người ăn nhiều rồi đây mà. Nấu không ngon. Tiêu không? Tức là ăn hết nay càng nhiều kiểu. Tiêu sang rồi. Xong rồi, để đi vô ra giả tâm
cơm lợt. Cơm rượu cháy này, cháy kẻ bao thèm nó hẳn cháy không rồi cháy. Rồi tôi rẻ lắm, ở đây chính của tôi rẻ lắm. Thank you.
cái nồi nữa không cả. Nấu cơm lật nhiều bé ngon. Gà kia con ăn lên nồi nữa. Đi ăn thịt sát cái này. Ai biết đấy là con mặt con mặt để nghe chưa.
không nhỉ? Hả? Có phân xong có phân được chiều. Thế phân chắc phải trong dây xe chưa? Chưa. Chưa thì con mẹ đạp lắm, lúc trưa mẹ đạp đã được kép xe. Đạp gần với cầu góc cũng sửa ra. Sao cũng đất? Không mua nước rửa bát à? Dạ. Không mua nước rửa bát à? Có. Có to rồi. Mới được có 13 phút. Để có áp trong chỗ gần nó cứ sửa lấy rồi. Chắc là phải thay nền xong cái này nó không nhìn sân. Lấy được không? À rửa xe nữa. Rửa xe. Lao xe con. Lao. Lao khô thôi. Vâng.
nước thì lại đấy vô vườn rau tệ. Giờ xe. Sao? Qua sao? À, ơi. Chưa nào mà đã xong. Rồi.
chưa được 5 phút là xong. Gì đó? Bóng mẹ ạ. Hả? Đập bóng. Đập bóng cho con Sơn nó giựt. Con Sơn nó giựt cái chuyện dài. Đừng để ăn con nhẹ kêu rồi nó ấy. Có 15 phút rồi, ra bóng một tí. 15 phút rồi được mai. Còn 20 phút rồi. À mô còn 25 phút nữa. 25 còn 20 phút nữa. Để lên ở đây cái bông cây. Ơi trời ơi. Rồi đập bóng.
quay rồi. Thank you.
Mày đeo kính đi. Có nói sơ sơ. Có, phải ít. Được. Vô riêng á. Rồi lặt dao. Dao à? Lặt dao. Này. Để coi đi. Có tốn một bát. Bỏ cá mà cắm cơm đi để nhận các sau rồi nướng cho đi đi. Thank you.
hai chỉnh cái thẻ nhớ giống đều nó được thì nhỉ? Hay là phải đem ra đi. Cái con bữa là đây là cả chất nhớ trong, cả nhớ ngoài. Thì nó là mới quay về trong thôi. Cháu con mỗi lần nhớ con là chỉnh đều ra, chia đều cả hai ra là mình mặn là hắt có cả hai đó. Là hắt hết là đều cả hai là không hết dung lượng. Rồi cái má của mẹ em là con bố là cả dung lượng ra cả dung cả hát là một quay anh rồi từ giữa còn cả thể nhớ chưa dùng anh cũng biết chỉnh đều ra anh chỉnh đều cho mẹ em cái. Hay là tút lên kiểu cái chỗ mua nó anh chỉnh cho nhỉ? Hả? Chờ mượn e con. Nó mượn e được. Ngoài điện trang ra tuấn mẹ xem đi con mà hả sức không là bể em cái tỉa màu đó đi để mãi cái chi cả đổ cái bể à. Cuốc lượng đất với xong rồi bố viền ăn cơm. Cuốc đất lúc thôi. Để gần như thì mình không được. Hả? Bố đang chỉnh cái nước cái đấy. Ừ. Nấu ăn chưa? Dạ. Nấu rồi. Tiến triển chưa? Hả? Tiến triển chưa? Cuốc đất thì mẹ mà vẹn năm dao mà. Thế bà Hiền có quay nào? Quay một quay nhỏ đi chợ. Rau cạnh của bạn chị ạ.
này đã bổ đâu con. Xem phút khui hình này chứ không nè.
đi. Bắt cả
đi thẳng nó là có cái đường suốt đường ngập tích. Không dài nấu cũng dài nấu sắc sắc cũng chẳng có nấu biết gì đó em chưa.
mua được bánh xẻ này. Chắc răng xẻ này không cho răng gần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phần nửa cái răng để trên cầu thang thì thẳng ăn thì phải không.
của máy lạnh cua. Con dày, con gửi tiền cho
thê chát thì bà Minh cho con Điền nhá. Rồi. Nhá. Đây cho đây bà Minh khoát cam ăn này. Đây khoát cam cho Oanh ăn này. Ăn để á. Cảm ơn cam. Để cho bà ăn cam. Khoát cam Oanh ăn nhá. Anh ơi cho bà miếng bánh mì nào. À ăn đi con cho bà đi. Bánh mì à. Bớt cái đưa cho đi. À xong bà Minh tê bà Minh lấy nửa cho đưa bà ăn bớt cái miếng nào. Cho bà miếng, bà bẻ miếng. Đưa bà Minh đi đưa bà đi. Ơ bẻ cho bà đi. Nhiều lên. Lên bà Minh lên bà Minh lấy ở trên. Rồi. Bà đã chơi quá. Lấy ghế đi. Lên hè lấy ghế xuống này ngồi bà Minh. Mình đi qua nói chuyện nữa. Mà không còn chi ngồi chứ nói chuyện nó được mà. Lấy ghế thì bà Minh khoát kem còn ăn nó lên. Con ăn kem không? Hả? Con kem không? Có hả? Kem, con ăn kem không? Bố hè đi mơ. Hả? Bố ngủ rồi hả? Bố ngủ chưa dậy thế ạ? Chưa dậy. Bố hè hư nhờ, bố hè ngủ chưa dậy. Kinh. Bố hè ngủ chưa dậy. Yên cầm roi đánh vào đi. Đánh vào đi, yên đi mồ. Yên đi mồ bà. Yên đi làm hả? Làm lấy tiền làm chi nhỉ? Tiền mua sữa. Tiền mua sữa cho anh ăn. Đúng không? Tiền mua sữa cho anh ăn. Đúng rồi, tiền mua sữa cho anh ăn. Đúng không? Con ăn kem không? Bóc nha. Bóc kem cho anh ăn nhá. Ngon lắm. Ngon quá. Ngon quá. Thế bà Minh đi đảo nồi cơm rượu cái nhá. Ăn không? Ăn nữa không? Có ăn nữa không? Ăn nữa nhá. Bóc nữa nhá. Bóc cho anh ăn nữa nhá. Ngon không? Có. Cháu xin bà. Cháu xin bà Minh. Cháu xin bà Minh. Đúng rồi. Minh ơi. Bà Minh ơi. Minh ơi. Bà Minh thế mà. Ai bảo kêu Minh ơi. Tham hồn bà Minh nhút. Bà Minh ơi. Đúng rồi, Oanh ngoan quá. Oanh ngoan giỏi quá, đúng không? Oanh giỏi quá nhỉ. Ngon không?
rẻ đúng không? Đúng rồi. Nhà của bà lấy nước bò gì đó đi. Chà. Chà. Ê Hiền ơi. Ê Hiền ơi. Qua nhắn tiền nữa chưa? Hắn đòi ị đó. Dọn cơm ra đi để mà ăn rồi mà quay luôn. Cơm đi. Ôi, chắc nước mắm gì đấy, nước mắm còn à. Trời ơi, dọn cơm mà ăn đi rồi xong rồi. Bắt cái nửa rượu này. Thank you.
bố mẹ con. Ăn xong tắt máy. Ăn xong rồi.